Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lớp học After Effect. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một trong những cái bài tập mà nó sẽ rất là thông dụng trong cái việc mà sau này các bạn sẽ thực tế ở trong công việc của mình. Đấy là chúng ta sẽ tạo các cái tiêu đề cho video. Và với cái bài tập ngày hôm nay chúng ta chỉ đơn giản đấy là sẽ sử dụng chính các cái đơn vị ở bên trong phần mềm để các bạn có thể dùng ví dụ như kể cả, cả từ phần text đến các cái phần xếp layer. Và bây giờ trước khi vào làm bài thì chúng ta sẽ xem cái phần preview ở đây. Ở đây chúng ta bài tập này chúng ta sẽ có ba cái phần hiệu ứng tách mà các bạn sẽ làm được ra như thế này nhất thứ hai và ứng thứ ba. Và một cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn ở đây là so với tất cả các bài tập trước ấy thì chúng ta nhìn thấy là các cái đồ họa nó đã chuyển động mềm mại và mượt mà hơn rất là nhiều so với những cái gì mình đã nhìn thấy ở các bài tập trước. Thế thì trước khi vào cái việc xử lý cái phần tách và cái phần đồ họa màu xanh những thứ nó chuyển động như thế này thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu một cái khái niệm trước ở trong phần mềm After Effects đó là cái chế độ à bảng graph editor. Graph Editor chúng ta hiểu đơn giản chính là một cái nơi để chúng ta có thể điều khiển được cái biểu đồ chuyển động của đối tượng. Để hiểu rõ hơn phần này thì chúng ta sẽ cùng xem cái minh họa ở đây. Thứ nhất chúng ta sẽ đưa một cái ảnh vào. Chúng ta sẽ tạo một cái com mới và bây giờ chúng ta đang khi preview nó đang chỉ có một cái phần bức ảnh duy nhất thôi. Ở phần này chúng ta sẽ để cho cái thời gian của cái com này nó về chỉ còn khoảng tầm 3 giây. Để tí nữa chúng ta sẽ quan sát nó sẽ dễ hơn. Trong phần này, trong cái com này chúng ta sẽ tạo cho tôi hai cái đối tượng. Hai đối tượng này nó có thể là hai hình tròn. Chúng ta giữ phím Shift để cho nó tạo thành hình tròn ở đây. Chúng ta ấn vào phần fill ở đây để chúng ta sẽ đổ lại màu cho nó. Và phần chốc chúng ta tạm thời tắt đi cũng được. Ở trong phần này, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh edit kết uh, để chúng ta sẽ nhân đôi đối tượng layer này lên. Chúng ta sẽ Ctrl D. Lưu ý nhá, kết phím tắt là Ctrl D chúng ta sẽ nhân đối tượng lên và chúng ta sẽ để nó ở dưới đây. Sau đấy chúng ta sẽ làm hai cái thao tác đấy là các bạn sẽ ấn cái phím tắt là chữ P để nó hiển thị ra hai cái uh, position của chúng ta ở đây. ở thời gian không giây chúng ta tạm thời key cho nó ở vị trí bên phía tay trái đến thời gian khoảng đúng 2 giây chúng ta sẽ key cho nó theo cái trục uh, x để cho nó chạy về góc màn hình ở đây. Chúng ta lưu ý là các bạn có thể copy cái phần uh, trục tọa độ x này và gán lên cái phần đối tượng ở đây để chúng ta sẽ nhìn được cái file chúng ta bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái layer thứ hai của chúng ta ở đây layer thứ hai thì nó lại đang là ở dưới ta đảo ngược để cho các bạn dễ quan sát hơn chúng ta sẽ đặt thời đặt tên lại chúng ta để vào đây chúng ta ấn enter này thì nó hội hiển thị cái phần tên ở cái chế độ này chúng ta sẽ để cái chế độ gọi là grab và ở cái chế độ thứ hai thì chúng ta sẽ để nó là normal. Normal hiểu này chúng ta là đang ở chế độ tốc độ bình thường. Thế thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta ấn nút play hoặc là ấn nút cách trên bàn phím để cho nó chạy ấy, thì các bạn đang được hai cái đối tượng nó đang chuyển động rất là đều như thế này. Và trong thực tế thì không có cái đối tượng nào nó lại có thể đi đều được như thế này. Ví dụ các bạn giả sử đi xe máy chẳng hạn thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đi từ chậm, chúng ta tăng tốc dần lên rất nhanh sau đấy là các bạn vẫn phải giảm tốc khi mà chúng ta dừng lại thì với những cái chuyển động đều này nó sẽ làm cho mắt của người xem cảm thấy rất là khó chịu thế thì bây giờ chúng ta sẽ học cái cách làm cho một trong hai cái chuyển động này nó bị uh, biến dạng đi mặc dù nó vẫn trong hai giây nhá lưu ý là nó vẫn ở hai giây thôi nhưng nó vẫn sẽ được biến dạng đi thứ nhất trước khi uh, hiểu được điều đấy thì chúng ta sẽ chuột phải vào chính cái position ở đây chúng ta sẽ chọn cái phần key assistant và trong phần này các bạn sẽ chọn cho tôi cái chế độ gọi là easy -X. cái chế độ này phim tắt là f9 khi các bạn tạo ra ấy, chúng ta sẽ thử này chúng ta play lại thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái đối tượng ở phía trên của chúng ta là cái đối tượng đã được grab nghĩa là đã gắn được cái chế độ igf vào quan sát kỹ thì lúc đầu sẽ chạy hơi chậm sau ở giữa đoạn nhanh và đến cuối nó vẫn sẽ có cái khoảng thời gian là chậm chậm lại còn đối tượng ở phía dưới nó vẫn cứ đều đều và khi ở cái chế độ này thì chúng ta cảm thấy là cái đối tượng ở trên nó đã chuyển động được mượt mà và trông sẽ thật hơn để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta sẽ có biểu tượng ở cái góc của cái timeline này nó sẽ có một cái biểu tượng có tên là graph editor đây chính là cái biểu tượng để nó sẽ nhìn giống như một cái biểu đồ chúng ta giả sử như chọn ở cái chế độ graph chúng ta sẽ ấn vào biểu đồ thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái đường cong đường cong này nó chính là biểu thị của tốc độ nghĩa là chúng ta cứ nhìn ở đây điểm đầu này nghĩa là tốc độ đang bằng không này cong dần nghĩa là càng lên cao càng cong thì cái tốc độ sẽ càng tăng sau khi nó tăng lên một cách cao sau đấy nó lại gì giảm 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 dần và về phía cuối đây là với chế độ grab còn khi các bạn chuyển sang chế độ position thì chúng ta thấy một cái điều là cái đối tượng chúng ta nó đang chuyển động đều nên nó chỉ có một cái đường thẳng duy nhất thôi để hiểu rõ hơn hai phần này chúng ta có thể chọn cùng một lúc hai cái lệnh position bằng cái việc là sẽ giữ cân trôn và ấn cả hai thì các bạn sẽ nhìn nhá cái đường thẳng này chính là cái đường chuyển động của đối tượng normal và cái đường cong này chính là đường chuyển động của cái đối tượng mà chúng ta đã chuyển sang cái chế độ khi assistant ECS uh, ở đây. Thế thì chúng ta hiểu này, lúc đầu nó có thể là cái phần graph nó sẽ chuyển động chậm hơn so với phần normal một chút, nhưng đến khoảng giữa nó lại gì tăng tốc và nhanh hơn và đến phần cuối nó lại chậm chậm dần. thì nó sẽ làm về đối tượng chúng ta mượt mà. Cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta sẽ cùng quan tâm đấy là giả sử vẫn chọn cả hai, chọn vào cái đối tượng biểu đồ của graph chúng ta sẽ kích vào hai cái điểm mà nó sẽ chạy ở đây, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể thay nó ra được các cái cánh tay đòn nếu như chúng ta đã học về các phần mềm liên quan đến đồ họa rồi thì các cái cánh tay đòn này nó sẽ là cái đường để nó bẻ cong được cái đồ họa của chúng ta ở đây giả sử bây giờ mình sẽ kéo chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái đường đi của tốc độ đã được thay đổi rồi Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ càng kéo như này thì chúng ta sẽ càng thấy được cái sự khác biệt bây giờ chúng ta sẽ cứ thử kéo nhé thế thì các bạn sẽ nhìn biểu đồ này thì chúng ta thử phân tích lại này nếu mà cái đối tượng normal này vẫn là đường thẳng, nghĩa là nó vẫn là đi đều thôi, nhưng mà cái đối tượng graph này ở thời gian lúc đầu nó sẽ đi rất chậm. Sau đấy đến giữa nó lại vụt lên rất nhanh và cuối cùng nó lại trở về rất chậm. Chúng ta sẽ cùng play để xem. Các bạn thấy điều đúng không ạ? Lúc đầu đi rất chậm, sau đấy là vụt lên một phát xong sau đấy là lại chậm dần. Đấy thì khi mà chúng ta xem cái này thì chúng ta sẽ có cảm xúc hơn và sau này tất cả các đối tượng các bạn cố gắng là chúng ta sẽ gắn các cái biểu đồ tốc độ hoặc đồ họa này vào thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nó sẽ được mượt mà và đẹp hơn Ở trong một số tình huống chúng ta có thể thay đổi chúng ta kéo để cho cái biểu đồ chúng ta đã thay đổi dưới nhiều cái góc độ như này Thì sau này vào từng cái công việc thực tế hoặc là từng cái bài áp dụng sâu hơn về phần biểu đồ này Thì tôi sẽ nói rõ hơn cho các bạn biết Tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen với một số cái thứ ở bên trong cái biểu đồ này để chúng ta có thể kiểm soát được nó Trong một số trường hợp là rất nhiều bạn bật được chế độ EasyX nhưng mà chúng ta lại vào đây chúng ta không điều chỉnh được cái cánh tay đòn ở đây Lưu ý là ở đây chúng ta cố gắng chỉ bật hai cái chức năng gọi là Snap để nó tự động bám các cái điểm ở đây và chúng ta sẽ bật cái chế độ gọi là Auto Zoom Grab 2 Bây giờ nó là gì thì chúng ta sẽ cùng quan sát Khi các bạn chuột phải vào cái bảng này đầu tiên là chúng ta sẽ có cái chế độ Auto Zoom 2 Fixed View ấy. Giả sử chúng ta tắt đi này Chúng ta sẽ kéo cái bảng timeline ở đây Thì các bạn sẽ thấy là nó không còn cái vùng cong của chúng ta nó không được hiển thị ở trong bảng timeline này nữa Mà nó bị che đi rồi nó sẽ rất là khó cho cái việc các bạn là không nhìn thấy cái điểm đầu và điểm cuối của cái đường đi của chúng ta thế thì chúng ta luôn luôn phải bật chức năng này khi bật chức năng này thì các bạn thấy là khi là tôi kéo thì cái đường cong nó sẽ tự động giãn ra co vào các bạn lưu ý nhé nó giãn ra co vào nhưng mà cái thời gian và tốc độ nó vẫn là như thế nhé nó chỉ là tự động co lại để chúng ta quan sát được cái đường đi của tốc độ và thời gian thôi tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái chế độ gọi là sâu select hiểu đơn giản là bây giờ một số bạn tắt cái chế độ này đi thì chúng ta không thể nhìn thấy cái đường biểu đồ nữa thì cái chế độ này chúng ta cũng luôn luôn bật nó lên này cái tiếp theo nữa có một cái chế độ đấy là chúng ta có thể bật hoặc là các bạn tắt cũng được chế độ có tên gọi là show animate property với cái chế độ này thì chúng ta nhớ là bản thân chúng ta không phải chỉ key cho cái phần position nó chuyển động mà thậm chí trong này các bạn sẽ có cái scale chúng ta sẽ có cái biểu tượng gọi là rotation chúng ta sẽ có opacity ở đây thì các bạn đang nhìn thấy chế độ opacity nó đang là một cái đường thẳng và các bạn thấy là rotation nó có màu khác này, scale nó sẽ có hai cái màu khác, hai cái màu này đang đè lên nhau, nó như thế này nên nó sẽ ra cái màu cam. Chúng ta đây thì tất cả những cái đường này nó đang là đường thẳng. Thế thì cái chế độ này nó sẽ là cực kỳ quan trọng nếu như sau này mà các bạn sử dụng nhiều cái dạng à, key ở đây thì chúng ta sẽ phải sâu cái Animate này để nó hiển thị cùng một lúc, giả sử như cả về tốc độ, cả về độ scale, cả về độ rotation. À, chúng ta cứ để mặc định cũng được tốt nhất là chúng ta cứ bật hết lên tại vì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà chúng ta điều chỉnh cả. Cái điều đặc biệt hơn ở cái nhánh thứ hai, cái nhánh thứ hai dựa trên cái đường kẻ ở đây, thì chúng ta sẽ có các cái phần. Thì đầu tiên là lưu ý là với những bạn mới thì chúng ta nên nên để chọn ở cái chế độ gọi là Auto Select -Tie. cái Chế độ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiển thị ra cái đường mà chúng ta mong muốn. Một số bạn là khi mà không lưu ý thì chúng ta đang ở cái chế độ Value này. Value thì chúng ta hiểu nó sẽ chỉ hiển thị được cái đường như thế này. Thế thì value là gì? Value ở đây các bạn lưu ý là chúng ta đang về chuyển động sẽ có hai thứ. Một là chuyển động theo cái vị trí. Chúng ta đang dùng position nghĩa là và cái màu xanh này là hiển thị cho trục y và trục y chúng ta đang không có lên cao nên nó đang đường màu thẳng thôi đúng không ạ? Còn trục x là nó đang đi từ đường gì? Từ a sang sang b. Thì nếu như các bạn bật chế độ edit này các bạn chỉ nhìn được cái biểu đồ của cái vị trí thôi. Đấy, và thường thì chúng ta sẽ không uh, điều chỉnh cái vị trí này lắm vì khi mà key chúng ta đã chọn nó rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ edit the piece chính là cái mà chúng ta làm ở cái lúc đầu đó và cái thứ cuối cùng là chúng ta sẽ cái show reference thì nó sẽ kết hợp việc sâu cả hai cái phần này và sau đấy các bạn vẫn có thể quay vào để chúng ta sẽ chỉnh sửa được các cái phần của chúng ta đấy các bạn lưu ý là khi mà chúng ta điều chỉnh tốc độ thì uh, cái vị trí uh, giả sử như ở cái khoảng một giây chẳng hạn khi mà nó mới đến đây thì rõ ràng là cái biểu đồ của cái đường đi nó cũng sẽ thay đổi Và như thầy, như tôi nói chúng ta sẽ không thay đổi cái biểu đồ của đường đi Để vì chúng ta chỉ tác động nó vào điểm đầu và điểm cuối thôi Và chúng ta chỉ quan tâm đến cái biểu đồ về tốc độ Thông thường thì một số người chúng ta cũng có thể chỉ cần bật cái chế độ Auto này Chúng ta có chức năng Snap trong trường hợp chúng ta dùng nhiều cái biểu đồ để nó kết nối dính các điểm với nhau Thì chúng ta có thể dùng cái này ngoài ra còn rất nhiều các cái chế độ ví dụ như là show audio waveform cái này chuyên liên quan đến biểu đồ về âm thanh hoặc là show expression editor cái này là một cái dạng để chúng ta nhập các cái đoạn mã để giúp cho các cái lệnh nó lặp đi lặp lại thì trong bài này chúng ta không học thì chúng ta sẽ chưa nói đến cái phần này thế là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái chế độ Graph editor nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái biểu đồ về tốc độ để làm cho các đối tượng nó chuyển động mượt mà và hiệu quả hơn ở đây chúng ta lưu ý một chút là các bạn cũng có thể nhìn vào các cái biểu tượng ở đây nó giống như kiểu như là biểu tượng của đồng hồ cát đấy thì khi các bạn chuyển sang chế độ đấy thì cái phần key của chúng ta nó cũng sẽ chuyển động sang cái dạng hình như thế này nó không còn biểu tượng kim cương như lúc đầu như ở đây nữa chúng ta cũng thể quay lại cái chế độ normal này các bạn có thể thử sang một số cái dạng easy in hoặc là out bản chất nó cũng như ở trên này thôi nhé nhưng mà in và out thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái biểu đồ nó sẽ hơi khác một chút ví dụ như in này chúng ta nhìn biểu đồ là tốc độ nó sẽ đi theo cái kiểu mũi tên như thế này hoặc là chúng ta Ctrl Z lại và chúng ta sẽ chọn sang cái chế độ Out thì là cái chế độ nó sẽ đi ngược lại Thế thì để hiểu rõ ngược lại hay đi ra thì vấn đề là có cần bật cái bảng biểu đồ lên và chúng ta sẽ quan sát Đây chúng ta chọn cái chế độ Position khi Out thì nó sẽ kiểu như này nó sẽ đi vòng lên và nó kết thúc ở một cái khoảng là đang có tốc độ luôn chứ nó không phải là tốc độ về không như là chúng ta dùng cái chế độ uh, ICS bình thường nữa thì cái phần này sau này vào từng cái liên quan đến việc chuyển động của một cái nhóm đối tượng thì chúng ta sẽ quay lại thì tôi sẽ nói kỹ hơn thế là chúng ta vừa mới tìm hiểu về graph editor để giúp cho các cái đối tượng nó được chuyển động mượt mà hơn và đến với cái phần 2 của cái phần bài tập mà chúng ta sẽ làm hiệu ứng tách thì chúng ta sẽ áp dụng cái chế độ này à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn